tối ngày 10 tháng 2, tại giao lộ Phạm Văn Đồng, đường 25 còn gọi là ngã tư Cá Sấu Hoa Cả, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra va chạm giữa hai xe máy làm hai người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 20 phút, người dân đang lưu thông qua giao lộ nói trên thì bất ngờ thấy hai xe máy va vào nhau với tốc độ cao. Sau đó là hai người nam ngã xuống đường nằm bất động trong làn ô tô. Kế bên là chiếc Winner và chiếc Novo đều đã hư hỏng. Ngay sau đó, người dân tiến hành sơ cứu cho hai nạn nhân, tuy nhiên người đàn ông điều khiển xe Novo đã tử vong tại chỗ. Nam thanh niên đi xe Winner nhanh chóng được chuyển vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Đức và đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Người đàn ông tử vong được xác định tên Trịnh Huy Phối, 47 tuổi, quê Bình Thuận. Người bị thương là anh Trịnh Hoài Nam, 22 tuổi, quê Gia Lai. Qua khám nghiệm, Công an nhận định hai xe máy đi cùng chiều, sau đó anh Phối rẽ trái vào khu Cá Sấu Hoa Cả, còn anh Nam đi thẳng trong làn ô tô nên dẫn tới va chạm.